Em Phúc xin kính chào tất cả quý anh chị, cô chú, khách hàng thân yêu đã quay trở lại với nhà đất quận 12. Sản phẩm bất động sản của em ngày hôm nay là một lô đất mặt tiền sông Vạm Thực. Lô đất nằm ở vị trí đường TX43, phường Thạnh Xuân, quận 12. Lô đất của chúng ta thì có sổ hồng riêng. Lô đất có chiều ngang là 4m và chiều dài là 30m. Tổng diện tích là 122m và đất thổ cư là 102m. Và được chào bán với giá 3 tỷ 870 triệu. Lô đất nằm trong khu phân lô đồng bộ, khá là đẹp, điện âm, nước âm và có vỉa hè lề đường 2m. Vị trí lô đất của chúng ta thì cách ngã tư ga khoảng 2km và cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 20 phút đi xe máy và 30 phút về tới trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Trước mặt lô đất của chúng ta là một con sông và một con đường nhựa và nằm trong khu dân cư khá là đông. Hiện tại thì những lô đất mặt tiền sông mát mẻ như thế này ở quận 12 bây giờ thì rất là hiếm. Nếu quý anh chị quan tâm thì có thể điện thoại cho Phúc số điện thoại góc màn hình để tới xem trực tiếp vị trí lô đất. Và hiện tại thì sổ của lô đất này đang nằm ở ngân hàng, nên về mặt pháp lý chúng ta có thể yên tâm vì đã được ngân hàng kiểm định. Và hiện tại ở khu vực này chúng ta còn 4 lô liền kề với nhau. Quý anh chị có thể mua từng lô lẻ riêng biệt hoặc là có điều kiện chúng ta mua 4 lô. Sau đó chúng ta sẽ cắt một căn biệt thự để nghỉ dưỡng. À, từ vị trí lô đất chúng ta ra tới sông Sài Gòn khoảng 200m. Video review lô đất sổ hồng riêng mặt tiền sông Vạm Thực của em đến đây xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị những video sau. Quý anh chị muốn mua đất hay mua nhà ở quận 12 thì cứ liên hệ với Phúc. Phúc sẽ tư vấn và dẫn quý anh chị đi xem.